lộ diện, tiến trình công nghị Đức, thách thức giáo hội công khai ủng hộ việc phong chức linh mục cho phụ nữ. Hôm thứ Sáu, những người tham gia tiến trình công nghị của Giáo hội Công giáo Đức đã bỏ phiếu ủng hộ việc phong chức linh mục cho phụ nữ. CNA Deutsch, đối tác tin tức tiếng Đức của CNA, báo cáo rằng đề nghị phong chức linh mục cho phụ nữ đã được thông qua với 174 phiếu thuận, 30 phiếu chống và 6 phiếu trắng vào ngày 4 tháng 2 trong một phiên họp toàn thể của tiến trình công nghị Đức, một quá trình tập hợp các giám mục và giáo dân của đất nước kéo dài nhiều năm và gây tranh cãi rất lớn. Cuộc bỏ phiếu này được xem là một thách thức trực tiếp đối với Vatican vì nhiều lần tòa thánh đã nhấn mạnh rằng giáo hội không có quyền phong phụ nữ làm linh mục. Tài liệu có tựa đề Phụ nữ trong các mục vụ và chức vụ trong giáo hội cho biết việc phụ nữ tham gia vào tất cả các chức vụ và sứ vụ của giáo hội là chuyện đương nhiên, vì thế cần phải biện minh tại sao phụ nữ bị loại trừ khỏi các thừa tác vụ bí tích. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày thứ Hai của cuộc họp Thượng hội đồng Đức ở Frankfurt, Tây Nam nước Đức. Thượng hội đồng Đức là cơ quan ra quyết định tối cao của tiến trình công nghị. Thượng hội đồng Đức bao gồm các giám mục Đức, 69 thành viên của Ủy ban Trung ương Giáo dân ZDK rất có quyền lực và đại diện của các bộ phận khác trong giáo hội Đức. Trong một cuộc tranh luận trước cuộc bỏ phiếu, một số diễn giả đã chỉ trích văn bản đề nghị phong chức linh mục cho phụ nữ. Văn bản này được gọi là tài liệu làm việc, tạo cơ sở cho các cuộc thảo luận tiếp theo trước khi có kết luận cuối cùng của tiến trình công nghị vào năm 2023. Các nhà phê bình bao gồm Đức cha Rudolf Voderhauser của Regensburg, ông Anna Barbara Gelfalkovic, một triết gia đoạt giải Ratzinger năm 2021, và nhà thần học Marianne Schlosser. Cuộc bỏ phiếu diễn ra một ngày sau khi các thành viên của một nhóm người Đức có tên Khởi đầu mới kêu gọi các giám mục trên khắp thế giới lên tiếng chống lại tiến trình công nghị Đức. Họ cảnh báo rằng cuộc ly giáo tiếp theo trong Kitô giáo đang đến gần và nó sẽ lại đến từ nước Đức. Trước đó, vào hôm thứ Sáu, các thành viên của tiến trình công nghị Đức đã ủng hộ lời kêu gọi bãi bỏ luật độc thân linh mục trong giáo hội Latin. Tài liệu kêu gọi việc độc thân của các linh mục là tùy chọn và kêu gọi phong chức linh mục cho các viri probati, tức là những người đàn ông đã kết hôn, trưởng thành. Tài liệu gợi ý rằng chủ đề này có thể được thảo luận tại một thượng hội đồng trong tương lai tại Vatican, một cuộc tụ họp long trọng của các giám mục trên thế giới. Sau đó, vào ngày 4 tháng 2, hội đồng đã bỏ phiếu ủng hộ việc tranh luận thêm về một tài liệu kêu gọi các nữ phó tế với 163 phiếu ủng hộ, 42 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Tiến trình công nghị Đức cũng thông qua một văn bản kêu gọi sự tham gia của giáo dân trong việc lựa chọn các tân giám mục với 177 phiếu thuận, 24 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Cho đến nay, quyền bổ nhiệm các giám mục là do Đức Thánh Cha quyết định, trừ ra trong một số trường hợp như tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Những người ủng hộ đề nghị này cho rằng nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc có quyền lựa chọn giám mục thì người Công giáo Đức cũng phải có quyền đó. Đề xuất này được 79% giám mục có mặt ủng hộ. Vào ngày đầu tiên của tiến trình công nghị, kết thúc vào ngày 5 tháng 2, các thành viên đã thông qua một văn bản định hướng đặt ra nền tảng thần học của tiến trình công nghị cũng như một tài liệu về quyền lực và sự phân chia quyền lực trong giáo hội. Các giáo hoàng gần đây, bao gồm cả Đức Giáo hoàng Francisco, đã nhấn mạnh rằng việc truyền chức linh mục trong giáo hội công giáo là dành riêng cho nam giới. Trong tông thư Ordinatio Sacerdotalis năm 1994, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị viết rằng giáo hội không có thẩm quyền nào để truyền chức linh mục cho phụ nữ và phán quyết này phải được tất cả các tín hữu của giáo hội tuân giữ một cách dứt khoát. Trong một cuộc họp báo trên chuyến bay vào năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã được hỏi liệu có khả năng phong chức linh mục cho phụ nữ trong giáo hội công giáo trong vài thập kỷ tới hay không. Ngài trả lời, về việc phong chức linh mục cho phụ nữ trong giáo hội công giáo, lời rõ ràng cuối cùng đã được đưa ra bởi Thánh Gioan Phaolô đệ nhị và điều này vẫn giữ nguyên như thế. Tháng trước, một trang web do Ban Thư ký chung của Thượng Hội đồng Giám mục tại Vatican giám sát đã liên kết với một nhóm vận động cho việc phong chức cho phụ nữ.